Cây bèo cám hay còn gọi là bèo tấm, danh pháp khoa học là Lemnoidea, là một loài thực vật thủy sinh có nhiều tác dụng với môi trường. Đặc biệt có thể vô hiệu hóa các độc chất trong nước như kim loại nặng, phenol, benzene. Đồng thời nó còn làm giảm sự phát triển của muỗi do tiết ra chất sát trùng, làm ức chế sự sinh trưởng của loang quang. Bèo cám có hàm lượng protein khá cao, chiếm tới 40%. Để so sánh cho dễ hiểu, thì ở đậu nành có hàm lượng protein là 41% và ở đậu phộng có hàm lượng protein là 23,6%. Như vậy, chúng ta có thể thấy 1kg bèo cám có hàm lượng dinh dưỡng bằng 1kg đậu nành và gấp đôi đậu phộng. Với hàm lượng dinh dưỡng cao như thế, nên bèo cám được sử dụng để nuôi gia súc, gia cầm và đặc biệt là dùng để nuôi ốc bươu đen hay còn gọi là ốc nhồi. Bèo cám là loài thực vật rất đơn giản, chúng có thể thiếu thân hoặc lá, nhưng bao gồm cấu trúc nhỏ giống như lưỡi lam trôi nổi trên bề mặt nước. Chúng có hoặc không có các rễ. Bèo cám có thể nhân lên gấp đôi trên mặt nước trong vòng 12 giờ mà không cần đất. Đặc biệt bèo phát triển rất mạnh sau những cơn mưa. Sự sinh sản của chúng diễn ra chủ yếu là vô tính, nhờ nảy chồi, nhưng thỉnh thoảng thì ra hoa. Hoa của bèo cám là nhỏ nhất trong thế giới các loài hoa, nó chỉ dài 0,3mm. Ở một số nước như Thái Lan và Campuchia, bèo cám còn được sử dụng để làm thức ăn. Bèo cám còn là một cây dược liệu trong y học cổ truyền. Nó có thể được dùng để chữa một số bệnh như cảm sốt, chữa bí tiểu, đái buốt, đái dắt. Bèo cám có thể sống được trong nhiệt độ từ 5 đến 35 độ C, có thể chịu được nhiệt độ ngoài trời lên đến 45 độ C. Và cuối cùng, để nuôi được bèo cám thì bà con cần lưu ý một số vấn đề sau. Thứ nhất là tránh hướng gió, cần tránh gió hướng bắc thổi vào bèo vì sẽ làm bèo dồn thành mảng lớn và làm thối bèo. Thứ hai là bèo chuyển vàng, khi thiếu chất dinh dưỡng bèo sẽ ngã sang vàng, cần cung cấp dinh dưỡng cho bèo bằng phân chuồn đã hơi mục, vừa giúp cây hấp thụ dinh dưỡng trở lại màu sắc bình thường, vừa giúp cây phát triển và sinh sản tốt. Thời gian tưới phân để bèo tấm hấp thụ tuyệt đối chất dinh dưỡng là những ngày trời mát hoặc vừa mưa xong. Thứ ba là thay nước, khi nước trong hồ đã quá lâu hay bốc mùi khai hoặc thối thì cần thay nước gấp để cây không bị ngạt và úng rễ mà chết. Trên đây là những điều thú vị mà bà con có thể chưa biết về cây bèo cám. Hy vọng qua video này sẽ giúp bà con hiểu nhiều hơn về cây bèo cám và có thể nuôi bèo để làm thức ăn cho gia súc, đặc biệt là để nuôi ốc bươu đen. Rất cảm ơn bà con đã theo dõi video, và nếu bà con nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà bên em gửi đến bà con. Xin chào bà con, hẹn bà con ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.